Từ khi sinh ra cho đến khi 2 tuổi, một em bé ở Bắc Giang chưa từng được nằm ngửa, bởi sau lưng em bé có một khối u lớn. 6 tháng gần đây, khối u này phát triển nhanh, chèn ép và khiến cho lưng và lồng ngực của đứa trẻ bị biến dạng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u nặng tới 4 kg, phục hồi chức năng cho trẻ. Theo gia đình bệnh nhi, tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhi được chẩn đoán mắc u mỡ. Các bác sĩ cũng đã khuyên gia đình đưa trẻ đi đến các bệnh viện tuyến trung ương để điều trị sớm. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ đến khi trẻ gần 2 tuổi, khối u tăng nhanh về kích cỡ, trẻ mới được đưa đến bệnh viện nhi trung ương để khám và điều trị. Cũng bởi mang khối u nặng đến 4 kg phía sau lưng nên bé gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cháu có đi khám nhưng mà vẫn không mổ được ấy. Nhưng kiểu ở đấy họ không giải quyết được gì ạ. Các bác sĩ ở trên đấy có khuyên là phải chuyển tuyến sớm xuống Hà Nội không? Có. Khuyên từ khi mà cháu bao nhiêu tháng? Hơn 2 tháng. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chẩn đoán mắc u mỡ khổng lồ, u lan tỏa toàn bộ vùng vai, lưng. Do kích cỡ khối u lớn, lồng ngực và cột sống đều đã bị biến dạng. Ngoài u mỡ, trẻ còn mắc dị tật teo thận phải và dị tật hai bàn chân. Các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa, quyết định nhanh chóng phẫu thuật loại bỏ khối u cho trẻ để giảm nguy cơ biến dạng về hình thể, giúp trẻ có thể đi lại, vận động bình thường trong tương lai. Khối u to, kích thước lớn nằm vùng lưng thì cháu luôn luôn phải có cái tư thế làm đối nghịch lại với cả khối u, tức là lúc nào phải cúi gập người xuống phía dưới. Vì vậy cột sống sẽ đang bắt đầu bị biến dạng. Lồng ngực, đặc biệt vùng vai bên trái của cháu cũng đã bị biến dạng phồng lên. Thế chúng tôi quyết định hội chẩn và quyết định rằng nên can thiệp phẫu thuật sớm cho cháu để giải quyết vấn đề là cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ vùng ngực lưng, giúp cho cháu có một cái lưng trở về bình thường, giúp cháu có cái tư thế ngủ và tư thế sinh lý để làm giảm cũng như hạn chế nguy cơ biến dạng của cột sống cũng như là cái biến dạng về lồng ngực. Cũng theo các bác sĩ, đây là ca phẫu thuật khá phức tạp vì khối mỡ nằm lan tỏa toàn bộ vùng lưng. Nên ngoài việc cắt bỏ khối u, các bác sĩ còn phải tính toán đến việc bảo tồn được lượng da để che phủ, bởi nếu không đánh giá được vùng cấp máu cho da, bảo tồn được các mạch máu, thì cắt được u nhưng toàn bộ vùng lưng của trẻ không còn da nữa. Cắt bỏ khối u máu thì cũng phải lập kế hoạch để làm sao rằng là đánh giá với siêu âm Doppler để đánh giá cái vùng cấp máu cho da để bảo tồn được cái mạch máu cấp máu cho da. Bên cạnh đó thì phải bóc toàn bộ cái khối u mỡ ở vùng lưng, vùng vai, bởi vì khối u mỡ nó bám vào sát cả cái khối cơ dựng sống tổ chức cơ ở phía sau nó rất là lỏng lẻo, nó rất là mềm. Vì vậy mình nó ranh giới nó không rõ, vì chúng tôi phải cố gắng để làm sao để bảo tồn được cái cơ để đảm bảo chức năng của cơ để giúp cho cái cuộc sống nó được vững vàng. Bên cạnh đó thì phải đảm bảo được cái da sau khi mà loại bỏ được nó phải sống để nó che phủ được cái toàn bộ cái vùng lưng của cháu. Được biết u mỡ vốn là u lành tính, là sự lắng đọng mỡ ở dưới da, bệnh có thể xác định được sớm trong quá trình mang thai qua các siêu âm xét nghiệm. Tuy nhiên bệnh dễ bị nhầm với u phần mềm nào đó. Do vậy các bác sĩ khuyến cáo, ngoài việc theo dõi trong suốt thai kỳ, khi trẻ sinh ra, nếu nhận thấy u mỡ to, có tính chất bất thường hoặc nằm dưới sâu hơn mô mỡ, cần làm sinh thiết mẫu, siêu âm hoặc các chẩn đoán hình ảnh khác. Qua đó giúp tránh nhầm lẫn với ung thư tế bào mỡ, có hướng can thiệp sớm để tránh ảnh hưởng đến chức năng khác của cơ thể.